Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên đầu giờ chiều ngày hôm nay. Hôm nay là thứ ba, ngày 4 tháng 7 năm 2023, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi chiều ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới hiện tại trong xuống tăng nhẹ, đứng quanh vùng giá 1.923,2 đô la Mỹ trên một ounce. Với phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính từ thời điểm mở cửa phiên này cho đến thời điểm hiện tại, mức thấp nhất là 1.920,04 đô la Mỹ và mức cao nhất là 1.923,60 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó thì chỉ số đồng đô la Mỹ trong xuống tăng với tỷ lệ tăng là 0,01%, giao dịch ở mức 103 điểm. Đối thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin trong xuống tăng với tỷ lệ tăng là hơn 1%, giao dịch ở mức 31.160 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm trong xuống tăng với tỷ lệ tăng khá mạnh là 0,97%, giao dịch ở mức 3,856% trên một năm. Còn đối thị trường năng lượng thì giá dầu thô trong xuống tăng, giao dịch ở mức 70,24 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước thì sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới đảo chiều tăng so với đóng cửa phiên giao dịch trước đó, kinh tế châu Âu và Mỹ cho tín hiệu suy yếu mạnh. Khi mà chỉ số PMI lĩnh vực sản xuất tháng 6 giảm mạnh, giới đầu tư lo ngại kinh tế suy yếu nên đẩy mạnh mua vàng. Cụ thể, trong ngày 3 tháng 7, kinh tế khu vực châu Âu đã công bố chỉ số nhà quản trị mua hàng hay còn gọi là PMI, lĩnh vực sản xuất giảm mạnh từ mức 44,8 điểm trong tháng 5 xuống còn 43,4 điểm trong tháng 6, thấp nhất kể từ tháng 1 năm 2020, thời kỳ đầu có dịch bệnh COVID-19 trở lại đây. Cùng với đó thì chỉ số PMI sản xuất của Mỹ cũng được công bố trong ngày hôm qua, giảm từ 46,9 điểm xuống còn 46 điểm trong tháng 6, thấp hơn nhiều mức dự báo trước đó là 47,2 điểm. Nhà quản trị mua hàng giảm mạnh cho thấy các lĩnh vực sản xuất của Mỹ và khu vực châu Âu đang bị thu hẹp mạnh, nếu chỉ số này trên 50 điểm mới thể hiện sản xuất mở rộng. Sản xuất có tín hiệu kém khả quan đã khiến giới đầu tư quay lại mua vàng để phòng trừ rủi ro. Giới chuyên gia nhận định rằng, trong ngày 7 tháng 7 tới đây, Mỹ công bố báo cáo việc làm tháng 6. Nếu báo cáo việc làm cho thấy thị trường việc làm suy yếu thì giá vàng sẽ tăng mạnh bởi các chính sách thắt chặt tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Mỹ đã thấm vào nền kinh tế. Lãi suất tăng cao khiến các doanh nghiệp không thể có đủ chi phí trả lãi ngân hàng cũng như là đầu tư mở rộng sản xuất thêm. Chuyên gia dự báo nếu các ngân hàng trung ương tiếp tục tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát, có thể sẽ đẩy các nền kinh tế rơi vào khủng hoảng, điều này sẽ có lợi cho vàng. Với mức giá hiện tại là 1.923 đô la Mỹ trên một ounce, giá vàng thế giới tương đương khoảng 55,4 triệu đồng trên một lượng. Như vậy là so với phiên ngày hôm qua, vàng trên thị trường thế giới tăng khoảng hơn 300.000 đồng trên một lượng. Dù tăng giá nhưng trong một tháng qua, giá vàng trên thị trường thế giới vẫn mất đến 43 đô la Mỹ trên một ounce, tương đương 1,3 triệu đồng trên một lượng. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Đến thời điểm đầu giờ chiều ngày hôm nay, hai mặt hàng vàng miếng SJC cũng như là vàng nhận bột số 9 cùng với một số loại vàng nữ trang SJC khác đều duy trì trong xuống tăng nhẹ. Cụ thể, với công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, niêm yết giá vàng miếng SJC trên hai thị trường Hà Nội và Đà Nẵng mua vào mức 66,45 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 67,07 triệu đồng trên một lượng, tăng 50.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Với giá vàng miếng SJC trên thị trường Thành phố Hồ Chí Minh mua vào mức 66,45 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 67,05 triệu đồng trên một lượng, tăng 50.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán. Với giá nhận bột số 9 tại công ty này mua vào mức 55,15 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 56,15 triệu đồng trên lượng, tăng 50.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Đối thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ ở các ngân hàng thương mại thì vẫn duy trì xuống tăng đến thời điểm chiều nay. Tuy nhiên thì đã quay đầu giảm sau thời điểm mở cửa phiên trưa ngày hôm nay. Hiện tại mua vào mức 23.470 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 23.840 đồng trên một đô la Mỹ, tăng 20 đồng trên một đô la Mỹ ở cả chiều mua vào và chiều bán. Với giá đô la Mỹ trên thị trường tự do, mua vào mức 23.620 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 23.700 đồng trên một đô la Mỹ, giảm 20 đồng trên một đô la Mỹ bán ra, chiều mua vào không có thay đổi. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước trong phiên giao dịch đầu giờ chiều nay, phần cuối cùng của bản tin này là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch hiện tại. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng. Mua vào 6.645.000, bán ra 6.705.000, tăng 50.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra, hay là tăng 5.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán.
Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 600.000 đồng trên một lượng và đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 6.645.000, bán ra 6.707.000, tăng 5.000 ở chiều mua vào và bán ra. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào 6.650.000, bán ra 6.695.000. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6.645.000, bán ra 6.695.000. Doji Hà Nội mua vào 6.640.000, bán ra 6.700.000. Phú Quý SJC mua vào 6.645.000, bán ra 6.705.000. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.650.000, bán ra 6.698.000, tăng 8.000 ở chiều mua chiều bán ra không có thay đổi. Mi Hồng SJC mua vào 6.655.000, bán ra 6.690.000, tăng 5.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 6.660.000, bán ra 6.700.000, tăng 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Ngân hàng SCB mua vào 6.590.000, bán ra 6.720.000, tăng 10.000 ở chiều mua vào và bán ra. Ngân hàng TPBank mua vào 6.640.000, bán ra 6.700.000. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.645.000, bán ra 6.707.000, tăng 5.000 ở chiều mua vào và bán ra. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh, thành phố khác. Thời điểm này tăng nhẹ 50.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và bán ra, hay là tăng 5.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 600.000 cho đến 660.000 đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. STC Nha Trang và STC Cà Mau mua vào 6.645.000, bán ra 6.707.000. STC Huế mua vào 6.642.000, bán ra 6.683.000. STC Miền Tây mua vào 6.665.000, bán ra 6.707.000. STC Biên Hòa, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 6.645.000, bán ra 6.705.000. STC Bạc Liêu mua vào 6.647.000, bán ra 6.710.000. STC Quy Nhơn mua vào 6.645.000, bán ra 6.707.000. STC Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 6.643.000, bán ra 6.707.000. Cuối cùng là giá nhẫn bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang STC khác. Thời điểm này thì điều chỉnh tăng nhẹ trong khoảng từ 21 đến 50.000 đồng trên một lượng, hay tăng trong khoảng 2.100 đến 5.000 đồng trên một chỉ tùy mỗi loại vàng và đang được niêm yết như sau. Nhẫn bộ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ mua vào 5.515.000, bán ra 5.615.000. Nhẫn bộ số 9 loại nửa chỉ mua vào 5.515.000, bán ra 5.625.000. Vàng buôn số 9 mua vào 5.505.000, bán ra 5.575.000. Vàng 24K mua vào 5.399,8 nghìn, bán ra 5.519,8 nghìn. Vàng 18K mua vào 3.996,7 nghìn, bán ra 4.196,7 nghìn. Vàng 14K mua vào 3.065,6 nghìn, bán ra 3.265,6 nghìn. Vàng 10K mua vào 2.140 nghìn, bán ra 2.340 nghìn. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn ở quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.